Thư xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay Thư sẽ chuẩn bị một cái món ăn cũng rất là ngon luôn. Đó là món mì Ý cho cả nhà Thư ăn sáng. Thì Thư chia sẻ cái video này đến cô chú anh chị. Cái cách Thư làm mì Ý này rất là nhanh, cấp tốc. Trong vòng nửa tiếng là sẽ có được một món ăn sáng rất là bổ dưỡng cho cả gia đình mình ha. Thì trước tiên là Thư xào cà chua với hành tây cho nó mềm mềm ra, rồi bắt đầu Thư bỏ thịt bò mình đã ướp sẵn rồi nè. Một ít bò viên thì Thư làm, Thư mài quay cho nó thành ra viên, nó không bị nát á. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái nước sốt của mì Ý vô. Thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nữa, là mình đậy nắp vung lại, mình nấu trong vòng 15 phút nữa là được rồi đó cô chú anh chị. Ở bên này Thư có một cái nồi mì Ý Thư đã luộc sẵn rồi nè, khoảng chừng 10 phút là nó chín ha. Để ăn kèm với lại mì Ý thì Thư làm thêm cái bánh mì bơ tỏi nữa. Làm bánh mì bơ tỏi nó cũng rất đơn giản, mình chỉ cần bỏ bơ nè, rồi bột tỏi, rồi một muỗng cà phê mật ong, với lại cái lá broccoli vô nữa cho nó thơm thôi. Và mình bỏ vô trong cái oven á, mình nướng với nhiệt độ 350 độ F nữa trong vòng 10 phút. Trong khi mình chờ đợi cái nồi spaghetti của mình nó ready thì mình nướng cái này luôn. Thì đến khi mà cái spaghetti của mình nó được rồi á, thì cái bánh mì bơ tỏi này nó cũng vừa được luôn. Và mình dọn ra mình ăn luôn ha. Trong vòng nửa tiếng thôi là mình sẽ có cái món bánh mì bơ tỏi ăn kèm với lại mì Ý rất là ngon luôn đó cô chú anh chị. Đó, mình trộn hết tất cả cái hỗn hợp này cho đều lên, rồi mình trét lên cái miếng bánh mì nè. Cái oven thì Thư đã bật nó nóng lên ở 350 độ F rồi. Bây giờ Thư sẽ đi ra sau vườn xem thử anh Thành anh đang làm gì ở đằng sau nè. Anh đang quét cái chỗ để tí nữa mình dọn ra mình ngồi ăn á. Anh dựng nó lên lại được không? Hôm nay bên ngoài trời rất là mát luôn. Bên này thì Thư có cái cây màu tím khoai môn nè quý vị. Cái bông nó cũng nhỏ xíu à. Đó, cái nụ nó nhỏ dữ lắm, nhỏ xíu luôn á. So ra với lại đầu mùa xuân á, thì cái bông bây giờ nó nhỏ có cỡ một nửa thôi. Hoa màu vàng này cũng vậy luôn. Cái bông nó vừa nhỏ mà cái màu nó vừa lợt á. Tại vì có thể là do nắng quá, cái màu nó không có được. Cây hoa hồng bonsai đẹp quá quý vị ha. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy cái bông, cái hồng bonsai, cái cánh nó rất là nhiều cánh nè. Cái loại bông dày cánh á, mà mùa hè thì cái nó cho ra cái bông cũng nhỏ xíu, nhỏ thôi. Hồi mùa xuân á, cái bông nó to như cái bông này không à. Hồi mùa xuân á thì cái bông nào bông nấy to như cái này, to hơn nữa, hoặc là to hơn nữa. Mà bây giờ thì chỉ có cỡ này thôi à. Đây, cái dàn hoa súng cũng có rất là nhiều nụ luôn. Bên kia đang ra ba cái bông đẹp ha. Cái cây này nó nở sớm nhất. Nó có nghĩa là buổi sáng là nó nở. Buổi sáng là nó nở. Còn mấy cái bông bên này, cái màu vàng với lại cái màu hồng lợt thì tới 12 giờ trưa nó mới nở quý vị. Đó, bây giờ nó chỉ có ra nụ. Đây là cát khôi. Cát khôi này, cát khôi Nhật với cát khôi Malaysia. Lai Nhật cũng thôi, chuẩn bị lau bàn ghế ăn sáng thôi anh ơi. Ăn sáng rồi còn đi làm nữa này. Đi ra ngoài vườn chơi cũng 10 phút hơn rồi. Thư nghĩ bây giờ mì Ý của Thư nó đã sẵn sàng rồi nè. Thư sẽ múc ra và để cả gia đình Thư cùng thưởng thức ngày hôm nay nha. Thì ông xã Thư ăn nhiều, Thư làm cho ảnh cái dĩa nó to hơn chút xíu. Rồi hai đứa nhỏ nhà Thư nó ăn nó hay đổ rớt á, thì Thư bỏ nó vô trong cái tô cho nó dễ ăn nè. Đó. Một gói mì Ý thì Thư nấu thì đủ cho gia đình Thư ăn một bữa thôi. Bây giờ mình sẽ múc nước sốt mình trộn lên.
mình trộn đều cái nước sốt lên, cái nước sốt còn đang nóng hổi nè, nhìn hấp dẫn chưa. Ăn cái món này mình phải ăn lúc nó còn nóng ha, nó mới ngon. Chào cô chú. Hello, hello. Chào quý vị. Chào quý vị. Chào cô chú anh chị. Con chào cô chú nha con. Chào cô chú. Dạ, chào cô chú đi. Đây, buổi sáng nhà Thư hôm nay thứ bảy á, tranh thủ ăn sáng sớm để đi làm nè. Thì giới thiệu cái món chín trước chứ. Thư có một cái hôm nay nhà Thư ăn spaghetti á, món mì trộn kiểu Ý. Mỗi đứa nó ăn trong cái tô cho nó dễ nè. Huy bảo hai đứa hai tô. Đĩa của ông xã Thư thì đĩa xe lửa, đĩa rất là nhiều. Còn Thư thì Thư ăn ít thì Thư ăn đĩa size small thôi. Rồi để ăn kèm với món mì Ý này thì có thêm cái bánh mì bơ tỏi nữa cô chú anh chị, thì nó sẽ thơm ngon hơn ha. Huy với bảo nhà Thư thì thích cái món bánh mì bơ tỏi này lắm, đúng không? Đúng không con? Hai đứa thích không? Rồi có thêm mấy cái ly nước smoothie dâu á, dâu sinh tố dâu. Bảo thì không có thích uống sinh tố cho nên Bảo có ly nước đá nè. Nhìn đã không? Rồi trái cây. Bảo bị dị ứng với trái cây. Rồi mình ăn cái món spaghetti này á, mình bỏ thêm cái lá sparkly sấy khô nữa cho nó thơm nha. Với lại bỏ cái parmesan cheese nữa, nó ngon lắm. Cắt nhiều vô nó mới thơm. Đây, cắt vô cho ba. Bỏ cho Huy hả? Chứ, có thường xuyên cái này. Huy không có ăn parmesan chi cho nên ba không bỏ. Ba thấy Huy gầy ba tưởng đâu Huy cái đồ mọc. Rồi là bây giờ gia đình Thư mời mọi người ăn sáng với gia đình Thư hôm nay nha. Nó hơi còn kèm thêm hai cái này là hai cái đậu bắp ông xã mới ra vườn hái nè. Ngon không? Con thấy cái gia vị con thích không? Huy với Bảo á, ở nhà Thư á, thì thường nấu mì ở nhà, mì Ý ở nhà ăn, thì hai đứa nhỏ nhà Thư nó thích ăn hơn là đi ra ngoài tiệm. Ra ngoài tiệm hình như cái gia vị của người Mỹ, người Ý người ta nấu á, nó hơi chua á, quý vị. Nó chua với nó lạt lạt sao á, cái gia vị nó không có hợp với khẩu vị người Việt Nam mình. Ở trường hợp nó có spaghetti. Nó không có Gia vị hương, gia vị Việt Nam á. Nó không có đậm đà, phải không? Thì nói là ở trường học nó cũng có ăn được không bà? Nghĩ là toast hả? Ông bà ngoại không biết làm toast. Ông bà ngoại có làm bơ tỏi không? Làm mì bơ tỏi không? Có, nhưng mà không có là cái này. Mà con nghĩ nó mất ngon nếu gì là bỏ ở trên cái bánh mì luôn. Nó bỏ trên bánh mì luôn. Cái gì? Cái parmesan. Parmesan cái bánh mì này. Đấy. Ăn cho lắm nhưng không mập. Ăn cho nó béo lên. Cái hộp chi này nè là mình mua ở ngoài chợ Mỹ á. Thường thường á, người Mỹ họ rắc lên pizza á, nó rắc lên nó là chi bột á, nó mài ra nó bột rắc lên pizza hoặc là rắc lên mì Ý ăn. Bỏ thì ra. Con nít Mỹ hay là người Mỹ á thì ăn cái gì cũng bỏ mấy cái đó vô quý vị. Bỏ ra. Cái này only có 20 calorie. 20 calorie chứ còn mấy bao nhiêu, 2 teaspoon. Ít calorie á. Ăn cái chi này không có sợ mập bằng ăn dầu mỡ. Dầu mỡ nó mập hơn. Bởi giờ quá mẹ bằng xong luôn. Mẹ bằng xong luôn với lại bảo là còn là đưa mẹ đồ ăn luôn. Bà bỏ xíu trên bánh mì thì khi là bà cắn xong luôn là ném qua cho chén của mẹ. Ủa vậy hả? Lúc nào? Mới xuất hiện hai cái cái đồ đó. Nói rồi nó lạnh. Được, phải uống cái nước này nè. Nó lạnh đến tới óc luôn. Xong một dĩa luôn rồi quý vị ơi. Ngon quá. Ăn sạch lén luôn. Đây còn miếng bánh mì này có ai ăn không ta? Bà đang còn mà. Cái quán nó báo là trăm mấy gì đấy phải không?
trăm mấy, 8 gì đấy không? Mà được chọt cứng hả? Tại vì em muốn chọt cứng. Rồi, vậy là gia đình Thư vừa ăn sáng xong rồi quý vị ơi. Ăn sáng bằng spaghetti rất là ngon, cũng với như là mỗi người một ly smoothie nữa. Mát vô tới trong bụng luôn đó quý vị. Mát lên tới ốc luôn. Thì Bảo uống hết một ly nước luôn. Thiệt là đã không con? Đã ha. Bữa sáng như vậy là nạp đủ năng lượng để làm việc trong một ngày hôm nay rồi đó quý vị. Thì gia đình Thư xin phép được dừng cái video ăn sáng bằng spaghetti uống smoothie bằng rau tươi ngày hôm nay tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào cô chú. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Yeah. Bye. Bye bye.